Ở cái buổi học hôm trước đấy thì thầy đã trả lời một phần nào đó cho em cái câu hỏi đại số tuyến tính nó là gì. Thì lúc đó thầy tập trung nhiều vào cái việc giải thích từ ngữ thôi. Đúng không? Thế thì thầy tiếp tục giải thích thêm về đại số tuyến tính và hàm tuyến tính. Mục đích là gì? Mục đích là bổ khuyết cho cái bài giảng hồi trước, làm cho cái em hiểu nó một cách rõ nét hơn, hiểu một cách sâu sắc hơn về cái khái niệm này, về cái mục đích của môn học này, về cái đối tượng của môn học này, nó một cách khoa học hơn. Còn hôm trước chúng ta hiểu là chúng ta dùng cái ngôn ngữ nôm na để diễn đạt nó nhé, thì hôm nay chúng ta dùng cái ngôn ngữ nó chặt chẽ hơn về mặt toán học. Thế thì người ta định nghĩa đại số tuyến tính nó là cái gì? Người ta định nghĩa này, đại số tuyến tính là một cái ngành của toán học, điều đó là đương nhiên rồi, nghiên cứu về vector và nghiên cứu về các hàm tuyến tính nhé. Đấy. Đại số tuyến tính là một cái ngành của toán học thì thôi, cái đó hiển nhiên quá rồi. Đấy. Nghiên cứu về hai cái thứ này, về vector là một và hàm tuyến tính là hai. Đấy là cái định nghĩa về đại số tuyến tính nhé. Đại số tuyến tính nghiên cứu về vector và các hàm toán học. Rồi thì đến đây lại có hai cái câu chuyện. Vector là cái gì? Hàm tuyến tính này là cái gì vậy? Thì mục hai nhỏ này, chúng ta tìm hiểu về vector. Vector thì thầy lại phân làm hai loại. Cái câu đầu dòng thứ nhất đấy là vector theo nghĩa hẹp. Theo nghĩa hẹp. Vector theo nghĩa hẹp. Vector không phải là cái gì mới lạ vì suốt cái bậc học phổ thông em làm quen với nó nhiều lắm rồi. Đúng không? Trải dài từ lớp 10 cho đến tận lớp 12. 3 năm liền chúng ta gặp thường xuyên cái thuật ngữ vector. Thế thì ở đây thì phân làm hai loại là vector theo nghĩa hẹp và vector theo nghĩa mở rộng. Vector theo nghĩa hẹp chính là cái vector mà em đã học ở bậc phổ thông. Đấy. Nói một cách nôm na thì vector nó là cái gì? Nó là một cái mũi tên ấy. Đấy. Vector nó là một cái mũi tên. Và mũi tên này có thể đặt nó trong không gian hai chiều hoặc trong không gian ba chiều. Và trong không gian hai chiều khi gắn lên hệ trục tọa độ OXY thì mỗi vector sẽ có một cái thông số về tọa độ. Ví dụ trong không gian hai chiều chúng ta có vector A nào đó thì nó có hoành độ và tung độ. Giả sử ví dụ như A bằng 2 trừ 5 chẳng hạn. Đấy, nó có hai thông số về hoành độ và tung độ của nó. Đúng không? Thế còn trong không gian 3 chiều ấy, khi đặt trong không gian 3 chiều thì vector của chúng ta có ba thông số là em hoành độ, tung độ và cao độ nữa, x, y, z, x chấm phẩy y chấm phẩy z, đúng không? Ví dụ như kiểu là con số cụ thể như là 3 trừ 1 2 ví dụ vậy chẳng hạn. Phải không? Đấy. Và chúng ta cũng đã học các cái phép toán đối với vector, đấy là gì? Nhân một số với một vector này, cộng hai vector này, rồi tích có tích vô hướng của hai vector này, tích 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 có hướng của hai vector, tích vô hướng của hai vector, đúng không? Chúng ta đã học các cái phép toán trên vector rồi và một số cái ứng dụng của vector trong hình học giải tích. Hả? Thì cái đấy, cái chuyện này đã biết từ thừa cấp 3 và thầy gọi đó là vector theo nghĩa hẹp. Thế còn lên đại học thì chúng ta lại cũng có một cái thuật ngữ nữa là vector. Thì vector theo nghĩa mở rộng. Theo nghĩa mở rộng. Người ta gọi là vector trong không gian n chiều. Đây chính là vector trong không gian n chiều. Trong không gian n chiều. N ở đây hay là có người gọi là vector trong không gian hai chiều, nhưng hai, xin lỗi thầy nói nhầm, trong không gian đa chiều hay trong không gian nhiều chiều. Nhiều đây không có nghĩa là 2 là 3 mà là từ 4 trở lên, 4 5 6 7 8 và không giới hạn số chiều. Thế thì khi nói đến cái vector trong không gian n chiều này này, nó làm cho chúng ta khó hình dung. Thế không gian n chiều nó nghĩa là làm sao vậy?
Em khó hình dung nổi không gian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thậm chí là đến 2, 30 chiều, nghĩa là làm sao? Không hình dung được. Và khi biểu diễn tọa độ của một khi 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 biểu diễn vị trí của một vật, vị trí của một chất điểm thì chỉ cần đến cái không gian 3 chiều thôi chứ. Sao lại cần 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiều, nó là cái gì? Nó gây chúng ta cái hoang mang khi tiếp cận khái niệm này. Và thêm một cái chuyện nữa là cũng có một số tác giả đã giải thích cái không gian n chiều một cách theo quan điểm của thầy nó khá là khiên cưỡng. À, họ vẽ ra một cái không gian 6, 7, 8, 9, 10, 20 chiều, rồi những cái hình của hạ đồ thị hàm số nó uốn ao uốn éo khó hình dung. Đấy là một cách giải thích khá là khiên cưỡng. Thực chất mà nói, không gian n chiều, tức không gian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân 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 số chiều, nó không hoàn toàn cái mà người ta gọi là vector đấy, nó không hoàn toàn giống như cái vector mà chúng ta đã học trong cái hẹp, tức là nó không phải là một cái mũi tên đâu, mà ở đây chỉ ám chỉ là gì, một đại lượng nó phụ thuộc vào nhiều cái đại lượng khác, có vậy thôi. Đấy, nhưng nó không phải là hàm số, không phải là hàm số nhiều biến nhá. Ví dụ như thế này này, ví dụ như ở đây chúng trong không gian hai chiều đó thì chúng ta có một cái đại lượng nó phụ thuộc vào gì, hai cái đại lượng khác. Ở đây một đại lượng nó phụ thuộc vào ba cái đại lượng khác nhé. Thì trong không gian n chiều đây chúng ta sẽ có một đại lượng mà phụ thuộc vào 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái đại lượng khác. À, thế thì nếu ví dụ vector C nào đó chẳng hạn, có thể là 2, 7, 8, trừ 3, ví dụ vậy chẳng hạn. Cấu thành nó cái đại lượng C này là bởi bốn cái gì, bốn cái bộ phận, bốn cái thông số nhé. Hay là ví dụ vector D này bằng trừ 1, 4, 3, 6, 2, 7, ví dụ vậy chẳng hạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, cái đại lượng D này nó phụ thuộc vào 6 cái đại lượng, và chúng ta có một cái gọi là, ta gọi D là một cái vector trong không gian gì, 6 chiều. Đấy. Thế nên ví dụ giá thành của một sản phẩm chẳng hạn, giá thành của một sản phẩm, chúng ta ký cái chữ R nào đó, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, giá nguyên liệu này, ta gọi nó là X này nào đó này, rồi phí vận chuyển ta gọi nó là Y này, phí gia công ta gọi là Z này, thuế ta gọi nó là T nào đó này, vân vân đấy, đúng không? Thì thầy lấy một cái ví dụ như thế này thôi, một đại lượng phụ thuộc vào bốn cái đại lượng khác. Thì ta nói rằng ở đây chúng ta có giá thành là một cái vector trong không gian đấy 4 chiều nhé, phụ thuộc vào bốn đại lượng x, y, z, t đấy. Tất nhiên là đây chỉ là một cái ví dụ thôi, còn tùy từng sản phẩm mà cái giá thành của nó có thể phụ thuộc vào gì, bốn yếu tố hoặc năm yếu tố hoặc sáu yếu tố hoặc bảy yếu tố, tùy từng cái tình huống cụ thể nhé. Đây chỉ là cái minh họa để cho em hiểu là cái mà người ta nói là vector đó, nó không hoàn toàn là cái mũi tên đâu, mà nó là một cái đại lượng phụ thuộc vào nhiều đại lượng khác. Đấy, trên thì các tác giả khác họ viết là vector trong không gian n chiều, thì ở đây thầy dùng thêm một cái giải nghĩa nữa là vector theo nghĩa mở rộng, là vì thế nhé. Đấy, thứ nhất là cái thứ hai là như vậy, chúng ta có cái vector rồi, chúng ta lại có một cái thứ nữa là hàm tuyến tính, nghĩa là làm sao, chờ thầy xóa bảng cái đã. Đề số 3, hàm tuyến tính. Hàm ở đây có nghĩa là hàm số. Hàm số là cái gì thì khỏi phải bàn nữa, bởi vì từ lớp mà lớp 7 hoặc lớp 8 thì chúng ta đã bắt đầu làm quen với hàm số, làm quen với tập xác định, làm quen với đồ thị của hàm số. Rồi chúng ta đã khảo sát một số cái hàm số rồi, phải không? Trên hàm số là gì không định nghĩa lại nữa.
Thế thì ở đây trong cái môn đại số tuyến tính này chúng ta xét về hàm tuyến tính. Hàm tuyến tính là hàm như thế nào? À, là một cái hàm, chúng ta xét trường hợp đơn giản là hàm một biến đã nhé. Hàm y bằng fx đấy, được gọi là tuyến tính. Chúng ta xét đối với hàm một biến, rồi những cái đặc điểm này cũng sẽ được mở rộng sang hàm 2 biến, 3 biến, 3 4 biến, 5 biến, 6 biến, 7 biến, vân vân. Đấy, thì để cho nó thuận tiện cho việc hấp thụ cái khái niệm hàm tuyến tính là cái gì, thì thấy này, ví dụ với hàm một biến, nó là một cái hàm mà y nó phụ thuộc vào biến x thật. Cái hàm biến hàm fx được gọi là tuyến tính. Được gọi là tuyến tính nếu nó thỏa mãn hai cái điều kiện này. Giá trị của hàm tại A cộng B cũng bằng giá trị của hàm tại A cộng giá trị của hàm tại B. F tại A cộng B cũng bằng F tại A cộng F tại B. Và giá trị của hàm tại một cái hàng số C nào đó nhân với biến A thì cũng bằng giá trị của cũng bằng C nhân với F tại A. Và hai cái điều kiện này phải thỏa mãn đồng thời, cho nên chúng ta đặt đây bằng cái dấu ngoặc nhọn. Vừa thỏa mãn cái trên, vừa thỏa mãn cái dưới. Một điều rất hiển nhiên mà thầy không nói đến ở đây đấy là A, B, A cộng B và C nhân A này đều phải gì? Thuộc cái tập xác định. Cái đó là hiển nhiên rồi. Không thuộc tập xác định thì hàm nó đâu có xác định được. Nhá. Và điều này luôn luôn gì? Thỏa mãn. Luôn luôn đúng. Đối với tất tần tật mọi cái A, B, thầy ghi chú ở đây. Luôn thỏa mãn. Cái điều kiện này chúng ta gọi nó là điều kiện sao nào đó đi. Sao luôn thỏa mãn với mọi A, B, rồi A cộng B, rồi C nhân với A phải thuộc cái tập xác định D nào đó. Nhá, cái điều này nó cũng luôn luôn phải thỏa mãn. Chứ nếu nó chỉ thỏa mãn ở một vài giá trị thôi không thôi thì không được. Mà phải luôn luôn thỏa mãn. Ta xét một cái trường hợp rất đơn giản như thế này. Ví dụ, hàm fx bằng 3x chẳng hạn, một cái ví dụ cực đơn giản. Thế tập xác định của nó là d bằng r, dễ rồi phải không? Thế thì a b nào thì nó cũng thuộc tập xác định hết. Chúng ta xét đến cái f của a cộng b thì bằng gì? 3 nhân với a cộng b. Chúng ta xét cái trường hợp f của a cộng f của b. F tại a là 3, f tại b là 3b, và co gọn lại chúng ta được 3 nhân a cộng b. Phải không? Và có phải dễ dàng nhận ra là à, vậy thì F tại A cộng B luôn luôn bằng F tại A cộng với F tại B. Phải phải không? Nó đều bằng 3 nhân với mở ngoặc A cộng B. Thế A B bằng bao nhiêu trở được? Phải không? Đấy, rất thoải mái cái điều kiện thứ nhất trong cái sau này. Và cái điều kiện thứ hai là gì? F tại C nhân A. F tại C nhân A thì ở đây chúng ta có F tại C nhân với A bằng gì? 3 nhân với C nhân với A. Thế còn C nhân với F tại A thì cũng bằng 3 nhân C nhân A. Phải không? Dẫn đến là gì? F tại C nhân A bằng C nhân với F tại A. Thế thì dễ quá mất rồi. Thế không cần phải trình bày vở sạch chữ đẹp làm gì cả. Đó, phải không? Thế thì có phải là nó thỏa mãn đồng thời cả hai cái điều kiện này, có nghĩa là thỏa mãn cái hệ sao này. Và lúc đó chúng ta bảo cái hàm Fx bằng 3x này là hàm gì? Tuyến tính nhá. Cứ khảo sát xem nó có thuộc thỏa mãn cái này không thì kết luận nó là có. Chúng ta xét tiếp một cái ví dụ nữa xem nó có phải là tuyến tính hay không. Ví dụ số 2 đơn giản thôi, chúng ta xét cái hàm fx bằng x xì bình xem mối quan hệ nó có phải là tuyến tính hay không. Tập xác định d bằng r dễ rồi. Thế thì f tại a cộng b bằng thay x bằng a cộng b thì chúng ta sẽ được a cộng b tất cả bình phương. Thế còn f tại a cộng b tất cả bình phương thì bằng a bình cộng 2ab cộng b bình. 2ab cộng b bình, dễ rồi đúng không? F tại a cộng f tại b thì bằng gì? F tại a thì bằng a bình, f tại b thì bằng b bình. Thế thì a bình cộng 2ab cộng b bình nó phải khác a bình cộng b bình, nó chỉ bằng trong một số cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như kiểu là a bằng 0
hoặc là b bằng 0 hoặc cả hai thằng đều bằng 0. Phải không? Hoặc là một số cái giá trị nào đó khác nữa. Đây thầy chưa xét kỹ. Nhẩm nhanh ra một vài cái trường hợp thôi. Thì chúng ta thấy để cho thấy rằng không, nó hai thằng này f tại a cộng b và f tại a cộng b f tại b không phải là luôn luôn bằng nhau đối với mọi ab và a cộng b. Phải không? Không phải. Nó không phải. Thế còn f tại c nhân với a thì bằng gì? C bình nhân a bình. Nhưng mà c nhân với f tại a thì cũng bằng gì? C nhân với a bình. F tại c nhân a khác c nhân f tại a. Đúng không? C bình nhân a bình phải khác c nhân a bình chứ. Nó chỉ đúng trong cái trường hợp là hoặc là a bằng 0 hoặc là c bằng 0 thôi. Hoặc cả hai đều bằng 0. Chứ còn các giá trị khác hay là xin lỗi, còn một cái trường hợp nữa là c bằng 1, phải không? C bằng 1 nó cũng thỏa mãn. Hoặc là đấy. Chứ nó không phải là luôn luôn bằng nhau đối với mọi gì? Với mọi AB. Xin lỗi, với mọi A với và với mọi C. Phải không? À, thì cái này hàm fx bằng x bình có phải là hàm tuyến tính không? Câu trả lời là gì? Không. Nhá. Rồi. Tôi xét sang cái ví dụ nữa. Ví dụ số 3. Bây giờ ta chuyển sang cái hàm hai biến fx y bằng 2x y cộng 3y đi. Cho nó dễ hấp thụ cái kiến thức này thì thầy lấy những cái ví dụ với những con số nó đơn giản đã. Em đừng bận tâm quá với những cái con số. Bận tâm đến cái kiến thức của nó thôi nhá. Thế thì tập xác định ở đây là xy thuộc R. Phải không? Bây giờ chúng ta xem nó có phải là tuyến tính hay không. Thì em thay các cái biến tại A cộng B để F tại A cộng F tại B vào. Thì em thấy mối quan hệ của chúng cũng sẽ là mối quan hệ gì? Tuyến tính. Cái thể tự mình đang từ một biến chuyển sang hai biến thì em tự làm được. Nó chỉ hơi gì phức tạp hơn tí về mặt tính toán thôi. Nhá. Đấy. Thì đây cũng là hàm tuyến tính. Vậy thì chúng ta có một cái kết luận chung về hàm tuyến tính, đó là hàm như thế nào? Kết luận chung về hàm tuyến tính là hàm như thế nào? Cho nó dễ nhận diện. Còn cái điều kiện này là đảm bảo cái sự chặt chẽ về mặt toán học. Thế nhưng mà có cách để chúng ta nhận diện nó một cách nhanh hơn về hàm tuyến tính. Đó là những hàm mà các biến x, y chỉ có ở dạng mũ mấy? Mũ 1. Chứ còn đến mũ 2, mũ 3 hoặc là các cái biểu thức như là căn 2, căn 3 các thứ, hay là logarit, hay là sin x, cos x các thứ, nó đều không thỏa mãn cả. Vậy thì chúng ta có một cái kết luận chung là hàm tuyến tính là hàm xét về mặt hình thức, nhìn cho nó dễ nhận diện, là hàm mà có thể là một hoặc là nhiều biến, đây không giới hạn số biến, các biến x, y, z, vân vân à, ở dạng đa thức bậc 1. Và chỉ có đa thức bậc 1 thôi, không có bậc 0. Ở dạng đa thức bậc 1 nhé. Đấy, chỉ có là hay là cái là chỉ có đa thức bậc 1 thôi. Chỉ có bậc 1 thôi. Đấy. Ví dụ nếu mà em xét cái hàm hai biến này, f(x, y) mà bằng x nhân với y thì chúng ta đã học về bậc của đa thức rồi, x mũ 1, y mũ 1, đấy là bậc 2 rồi, và hàm này không phải hàm tuyến tính nhá. Đấy, nó kiểu hay là nói mà cái khác là hàm tuyến tính về mặt hình thức, nó là có cái dạng như thế này: f x y không giới hạn số biến z chấm ba chấm chấm ba chấm, nó ở dạng này a x gì cộng b y cộng c z cộng với chấm ba chấm. Đó, thì hàm kiểu này là hàm gì? Hàm tuyến tính, có thể là một biến, có thể là gì? Nhiều biến. Và tất cả các biến này đều tồn tại ở dạng bậc 1. Được chưa? Thì cái hàm ấy gọi là hàm tuyến tính. Có thế thôi. Thì chúng ta giải quyết được cái khái niệm số 2 hàm tuyến
hàm tuyến tính nó là cái gì. Thế thì đến đây sẽ lại phát sinh một cái câu chuyện nữa sang một số 4. Thế thì giữa vector và hàm tuyến tính có mối quan hệ gì? Em ghi chú cho thầy. Mối quan hệ giữa vector và hàm tuyến tính. Hai cái đối tượng chính để cấu thành cái môn đại số tuyến tính. Đại số tuyến tính nghiên cứu về vector và nghiên cứu về hàm tuyến tính. Vậy giữa vector và hàm tuyến tính nó có mối quan hệ gì mà nó trở thành hai cái đối tượng cùng tồn tại trong môn học này? Nếu như nhớ lại cái khái niệm các cái tính chất, cái phép toán đối với vector mà chúng ta đã học ở bậc phổ thông, vector trong không gian 2 chiều và vector trong không gian 3 chiều. Với cái hàm tuyến tính mà chúng ta vừa xét thì giữa chúng có mối liên hệ, đấy là các phép toán nó đều có mối quan hệ tuyến tính. Nhé. Cả vector, em ghi chú cho thầy, cả vector và hàm tuyến tính thì viết tắt có đặc điểm chung, là đều có mối quan hệ tuyến tính. Mối quan hệ tuyến tính này thể hiện ở cái chỗ nào? Ví dụ đơn giản là trong không gian 2 chiều chúng ta có vector AB bằng gì? XY. Đấy. Thế thì mối quan hệ tuyến tính của nó được thể hiện đâu? Khi nhân vector với một số C nhân vector A thì có gì? Tọa độ cũng là CX, CY. Có đúng không? Đấy. C nhân vector A bằng CX nhân với C tại Y. Nhân một hàng số với một cái vector chúng ta đã biết rồi. Như vậy ta có thể nói nó thỏa mãn cái điều kiện về quan hệ tuyến tính. Phải không? Rồi khi chúng ta học phép cộng hai vector, vector B bằng gì? bằng ZT chẳng hạn. Thì có phải là A cộng B, vector A cộng B thì cũng bằng gì? X cộng với Z và Y cộng với gì? Cộng với T. Nó thỏa mãn cái điều kiện về tuyến tính. Giá trị của hàm tại, giá trị của vector tại X, Y và giá trị của vector B tại Z, T thì cũng bằng giá trị của vector tổng, cũng tổng tọa độ của hai vector. Cái chuyện này biết rồi, chứ nếu mà đối chiếu với điều kiện quan hệ tuyến tính chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng thỏa mãn cái phép toán, cái điều kiện giống như là hàm tuyến tính vậy. Tức là mối quan hệ của vector cũng là mối quan hệ gì? Mối quan hệ tuyến tính về mặt đại số. Thế còn xét trên phương diện hình học giải tích, đây là cái dấu cộng thứ nhất. Đây là cái dấu cộng thứ hai. Dấu cộng thứ nhất chúng ta bàn về cái mối quan hệ của chúng xét trên phương diện đại số. Còn xét trên phương diện hình học, dấu cộng thứ hai xét trên phương diện hình học. Xét trên phương diện hình học. Chúng ta biết là đối với cái hàm tuyến tính, hàm bậc nhất á, nó ở cái dạng bậc nhất, chỉ chứa bậc nhất thôi, thì đồ thị của nó là một đường gì? Đường thẳng. Thì đối với trên phương diện hình, đối với các vector cũng vậy, mối quan hệ tuyến tính của nó là mối quan hệ theo gì? Theo đường thẳng. Giữa vector A và C nhân vector A là vector cùng phương với nó, có đúng không? Đấy. Ví dụ
chúng ta có vector A bằng con số cụ thể đi, 2 nhân 3 đi, thì 5 lần vector A cũng bằng gì? 15. Nếu mà vector A đây thì 5 lần vector A cũng là một cái vector cùng phương cùng chiều với vector A và dài gấp 5 lần. Mối quan hệ tuyến tính là mối quan hệ trên cùng một phương, trên cùng một đường, trên cùng một cái giá. Nhá. Đấy. Thì đồ thị của các cái phép toán trên trên không trên hàm tuyến tính nó cũng có dạng đường thẳng. Ok đoạn này chưa? Thế cái phần số 4 này có thể gây cho em cái sự hơi khó hiểu một chút, là bởi vì chúng ta chưa học sâu vậy nào, chưa học sâu về cái môn học này nhé, chưa học sâu về môn học này, cho nên là cái mục số 4 thầy khắc nghĩa có thể làm cho em hơi mơ hồ, nhưng không sao cả. Đấy, nhân tiện thì thầy giải thích thêm thôi, quan trọng nhất là em nắm được ba cái mục trên, còn cái mục số 4 là nó hơi mơ màng một tí, không sao nhé.